Cận cảnh chạy nước rút thi công cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây. Ghi nhận của phóng viên báo Giao thông ngày 15 tháng 3 trên công trường gói thầu XL03 cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây qua tỉnh Đồng Nai. Nhiều mũi thi công được đồng loạt triển khai sau thời gian dài đói vật liệu đắp đường. Hàng trăm công nhân vẫn làm việc dưới ánh nắng gay gắt ngày đêm bám công trường cao tốc. Tại nút giao cao tốc và tỉnh lộ 765, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai, công nhân đang hối hả thi công cầu vượt. Cách chân cầu vượt này chỉ khoảng 500m, xa ben nhộn nhịp ra vào mỏ đất suối cát, vận chuyển đất đắp đường. Anh Nguyễn Đình Trung, chỉ huy trưởng mũi thi công từ km 68 đến km 74 cho biết, ngày 4 tháng 3, mỏ đất suối cát chính thức đưa vào khai thác công trường nhộn nhịp hẳn. Sau khi khơi thông được nguồn đất đắp, nhà thầu huy động 2 mũi thi công, chia làm 3 ca thi công liên tục. Khối lượng đất đắp hiện tại đoạn này còn khoảng 300.000 mét khối. Để bắt kịp tiến độ, nhà thầu đang huy động thêm thiết bị, bố trí thêm 2 mũi ngày đêm thi công nền đường, bắt kịp tiến độ đã bị chậm, ông Trung nói. Tương tự, tại gói thầu XL04 qua huyện Cẩm Mỹ, thành phố Long Khánh, do thời tiết thuận lợi, nhà thầu đang khẩn trương thi công đắp nền đường. Các hạng mục cầu cống, thảm nhựa mặt đường đang gấp rút triển khai. Trên công trường, công nhân hối hả làm việc với hàng chục mũi thi công. Theo ban điều hành dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây, đến cuối tháng 2, trên công trường đang triển khai 69 mũi thi công làm việc liên tục. Tiếp tục đôn đốc các nhà thầu xây lắp, tư vấn triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ theo hợp đồng đã ký kết. Hiện khó khăn còn lại là còn vướng vị trí cột điện 500kV đoạn qua Bình Thuận. 11 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng ở Đồng Nai. Địa phương đã tuyên truyền vận động và xây dựng phương án cưỡng chế hành chính bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 20 tháng 3.